Chính thức ra đời vào năm 2008, cuộc bình chọn báo cáo thường niên do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Đầu tư Chứng khoán phối hợp tổ chức với sự tài trợ duy nhất của công ty Dragon Capital và sự phối hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã trở thành sự kiện quan trọng hàng năm trên thị trường tài chánh Việt Nam, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp cùng hàng triệu nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ cuối năm 2007 đến nay, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ nhiều nước phải tập trung mọi nỗ lực, thậm chí phải ra các quyết sách mạnh mẽ chưa từng có để chặn đà suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh chung đó, nền kinh tế Việt Nam đã chịu không ít ảnh hưởng. Chính phủ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề nội tại, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển. Trong khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, văn hóa minh bạch ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng và đã trở thành một tiêu chí không thể thiếu trong mục tiêu phát triển an toàn, lành mạnh của thị trường chứng khoán cũng như các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, cuộc bình chọn báo cáo thường niên đã xác định minh bạch là một trong năm tiêu chí quan trọng nhất mà giải thưởng muốn khích lệ các doanh nghiệp thực hiện. Cùng với đó, việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chánh sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định về công bố thông tin đã tạo nền tảng pháp lý để hướng doanh nghiệp đến chuẩn mực minh bạch ở mức cao hơn. Nếu như trước đây, nhiều báo cáo thường niên có nội dung rất sơ sài, thậm chí không có thuyết minh báo cáo tài chánh, không có thông tin về tình hình quản trị, thì nay, tình trạng này đã không còn nữa. Sự thay đổi tích cực của doanh nghiệp về ý thức trách nhiệm đối với nhà đầu tư và các đối tác liên quan là điều đáng mừng và cần được ghi nhận. So với năm trước thì năm 2013 này thì hầu hết các doanh nghiệp khi mà phân tích báo cáo thường niên đó thì họ đều nhận diện rất là trung thực và rất là sâu sắc thực trạng kinh tế khó khăn của đất nước đã tác động rất là mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính của họ. Đó là cái điểm mà có thể nói thấy là nổi bật nhất trong các báo cáo thường niên của các công ty năm nay. Tuy nhiên vẫn còn một số những nhược điểm cần phải lưu ý. Đó là thứ nhất là như đã nói phần đầu thì hầu hết các doanh nghiệp đều chú trọng đến bản phân tích rủi ro và nhận diện rủi ro. Có rất nhiều doanh nghiệp là nhận diện rất nhiều rủi ro, nhưng mà nếu tinh ý thì nhà đầu tư có thể phát hiện ra là có những rủi ro rất trọng yếu mà các doanh nghiệp có thể là vì một lý do nào đó họ không nêu ra. Mặc dù có những cái cố gắng trong phân tích kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính, nhưng hầu hết vẫn còn mang tính chất liệt kê là chính. Và các doanh nghiệp dường như là vẫn còn thiếu thông tin hoặc là không có muốn là phân tích so sánh mình với là một số các cái doanh nghiệp trong cùng ngành. Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đã và đang thúc đẩy việc minh bạch hóa thông tin kinh tế tại Việt Nam. Bước qua tuổi thứ 6, để tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nỗ lực công bố thông tin theo chuẩn mực quốc tế, Hội đồng bình chọn được bổ sung một thành viên mới chuyên trách chấm điểm quản trị công ty. Theo nhận định của tôi về cái mảng chấm về quản trị công ty thì nhìn chung các công ty năm nay đã có những cái thay đổi nhất định một cách rõ rệt, xuất phát từ nguyên nhân do cái những cái yêu cầu về pháp lý trong việc công bố thông tin, chẳng hạn như là thông tư 52 hoặc là quy định mới nhất về quản trị công ty là thông tư số 121 của Bộ Tài chính. Với IFC thì là một tổ chức tài chính quốc tế thì chúng tôi hiểu quan điểm đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, và chúng tôi nhận định là đối với những công ty khi mà họ có những cái đưa những thông lệ quốc tế về quản trị công ty vào báo cáo thường niên của mình thì họ sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư tốt hơn và họ sẽ nhận được cái niềm tin, tạo ra cái niềm tin tốt hơn đối với công ty. Bên cạnh đó, từ năm nay cuộc bình chọn báo cáo thường niên sẽ xét chọn thêm một giải thưởng mới, giải thưởng cho các doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. Phát triển bền vững là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Ngày nay, việc theo đuổi và tuân thủ các quy chuẩn và thông lệ quốc tế về môi trường và xã hội không còn là trách nhiệm của một doanh nghiệp, một địa phương, một quốc gia, một khu vực mà là vấn đề toàn cầu. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta tổ chức một cái giải thưởng về báo cáo phát triển bền vững thường niên. Do năm nay là năm đầu tiên nên cái chất lượng của các cái báo cáo nó mới chỉ dừng ở cái mức độ là có thể chấp nhận được. Ngoài có hai cái đơn vị tổ chức họ lập một cái báo cáo phát triển bền vững riêng thì các cái đơn vị còn lại họ không có sự khác biệt rõ ràng về cái chất lượng của các cái báo cáo phát triển bền vững. Tại Việt Nam từ năm 2012,
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Tổ chức Tài chánh Quốc tế IFC và ACCA tổ chức nhiều chương trình đào tạo doanh nghiệp niêm yết thông lệ quốc tế về báo cáo phát triển bền vững. Các cơ quan này cũng đã phát hành sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp lập báo cáo phát triển bền vững. Giải thưởng báo cáo phát triển bền vững là bước đi tiếp theo trong các nỗ lực nhằm định hướng và khích lệ doanh nghiệp quan tâm đến phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu xa hơn là xác lập một hành lang pháp lý trong vấn đề phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bằng việc tổ chức cuộc bình chọn báo cáo thường niên hàng năm, ban tổ chức và đơn vị tài trợ công ty Dragon Capital hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực đầu tư nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng báo cáo thường niên cùng báo cáo phát triển bền vững, tiến gần hơn đến chuẩn mực của các thị trường chứng khoán tiên tiến trên thế giới. Tôi nghĩ là để làm một cái báo cáo có chất lượng tốt thì điều đầu tiên là doanh nghiệp cần phải tuân thủ đúng tất cả những cái quy định của quy chế công bố thông tin. Và ngoài cái việc mà đưa ra những cái thông tin theo quy định thì doanh nghiệp cũng cần phải có những cái đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá về các cái báo cáo tài chính, cũng như là cái nội dung mới về báo cáo phát triển bền vững thì tôi nghĩ là doanh nghiệp cũng nên chú trọng để từ cái giải sang năm thì có thể là cái báo cáo thường niên của các doanh nghiệp Việt Nam là dần dần tiệm cận với những cái chuẩn của thông lệ quốc tế. Mục tiêu mà chúng tôi, những người tổ chức cuộc bình chọn hướng đến là góp sức xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam công khai, minh bạch, phát triển ổn định. Chúng tôi mong mỏi nhìn thấy sự tiến bộ hàng năm của các doanh nghiệp thông qua báo cáo thường niên theo các tiêu chí chuẩn mực, minh bạch, chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển bền vững.